đâu à? Từ từ. Sao? Lên một tay. Chạy. Sao chạy ngoài. Anh ơi. Ui. Ô. Nó bắt đi hai chút luôn. Cậu ơi, tình cười của em. Luôn nó. Trời ơi. Mình tưởng to sợ đấy, đốt đốt cật lực quá. Ui, vỡ là xương, vỡ xương luôn này. Ô. Ấy mới cháy tí, mới cháy tí ngoài đó. Cháy ngoài rồi. Bây giờ làm nào cho nó lên đấy được nhỉ? Cởi ra. À nào, từ 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 từ. Nào, từ từ. Đấy đấy, lên 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 cái kia lắm. Lắm cái này. Lôi ra. Lôi lôi lôi. Không lôi lôi lên gì cả gì cả. Đấy thế rồi. Bỏ cái lại. Lại bỏ cái lại ra. Đây. Đây. Cắn nút. Ui, mùi khét luôn rồi kìa. Cha sao vậy? Chắc ở trong vẫn ăn được anh ơi. Chín đấy, chín trong quá ngon luôn, nhìn trong đây. Ngon, trong ngon đấy. Nào, đưa đưa cái kia đây, anh hất một phát nó vào luôn. Đấy, cầm ở. Mần 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 tôi cho cậu. Ôi da, vẫn nặng đấy. Nào, lót 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 cái đấy xuống đây nữa. Đấy, thế. Không, lót lót đây. Có tí bơ 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 ba 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 này. Ôi, ui, chà chà. Nào, kia kia kia. Bây giờ anh em mình vào quán thôi. Ừ, ngoài để nặng lắm. Kinh điển. Rồi, sản phẩm của anh em mình nhá. Đi, 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 đi. Ngon lắm. Đi, 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 nặng quá. Thôi cháy một tí mọi người ạ. Không sao. Đã sao? Có sao đâu. Có sao đâu. Ông về không? Ra điểu ông ơi. Ra điểu. Đó, đó, đó. À, anh em bắt đầu liên hoan. Hơi gọi là hơi quá lửa tí nha. Bây giờ mình sẽ thử khu cái hàng ui hoa cả mặt nắng quá. Đây. Không biết khu chỗ nào giờ nó cháy hết. Xem mặt dưới. Đây, 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 bắt 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 đây. Xem mặt dưới đã. Mặt dưới khu mặt dưới trước đi. À, cho nâng lên hơn. Bỏng. Nào. Ui giời. Đây mà ngày xưa anh đi làm than bốc than thốt. Mặt dưới lại ngon. Mặt dưới lại ngon. Mặt dưới nhiều hấp vậy nhỉ. Mặt dưới nó. Ui giời. Mặt dưới vừa chín. Ấy ba người cho mượn cái đĩa đi. Anh nó tới bỏ ra cho mượn cái đĩa để mọi người cùng thưởng thức cùng anh em mình nhá. Hơi cháy mất một tí không ạ? Hơi tiếc. Hơi tiếc. Nhà bà có đĩa bé này không? Mua một đĩa nhà có lấy muối không? Đấy. Hay là nó vừa vừa từ đấy rồi. Cháu cũng chưa thử. Chưa tới rồi, cháu thử miếng mới rồi. Mời mọi người nhá, thử miếng ăn. Ăn cơm nhá. Với tất cả mọi người nhá. Có ít muối chanh nữa thì đẹp. Có chanh đấy. Đây xèo. Ăn buffet nhá, nó hơi hơi oi khói một tí. Tại vì nó cháy mà. Con này miếng. Mày chắc chả cao. Hẹ đột quá. Cứ tưởng nó không chín to quá mà đốt. Mình là đốt. Mình đốt lửa gọi là xương còn vỡ vụn cơ mà. Đây là mình chín kỹ. Quả xương vỡ vụn luôn. Thêm kỹ chưa? Đây không? Đây này, từ từ nhá. Thử cái mặt trên này, bên trong cái mặt trên. Bên dưới này nó hơi đấy. Ông à, ngọt lắm. Lật lại, lật lại. Ra rượu đem có rượu, cái gì ông mày? Ra mau ấy. Ủa đeo cháy thế hả? Anh chèo bỏ đoạn cháy đi nhá. Cao cao không, không phải chèo cao cao được mà. Trên này lại ngon đấy, bỏ đoạn cháy đi lại ngon đấy. Cạo đi là được rồi. Không phải cạo, xẻo luôn. Giữ giữ cái... Cái này, xem ở nhà chó săn có tiếc rồi cho nó thưởng thức nữa. Đột, đột ác quá mà. Nhà thừa củi mà. Nhà anh đang nhiều củi. Đâu ta ơi. Ra sao. Ui. Buffet buffet. Ngon cháy. Có cái kéo đâu nhỉ? Chúng mình có cái kéo đâu nhỉ?
Nó đây sang đây cho cắt đấy cho các thực khách đi nhỉ. Kéo đâu ấy? Đấy, tao cắt miếng to cho mày cắt miếng nhỏ nhỉ. Đấy, cắt thành miếng nhỏ. Hải Linh chịu khó thì kéo hết mấy bó rồi. Ủa. Mày vào đây mà nghe rửa cho bác như này móc cái quần ra. Rồi. Đây, miếng này ngon này. Ui đây. Mọi người. Ui. Nó chưa chín. Ở trong thì chưa chín, ở ngoài thì cháy. Nó chưa chín rồi. Ui chả sao. Ngon lắm. Ngon. Ngon. Mới ngon. Ngon. Kéo kéo. Nhưng miếng này là ngon nhất. Kéo của mình đâu nhỉ? Kéo mình ai mang về. Đang ngoài kia cái đó. Rồi sao kiểu ra được vậy? Cắn này. Cắn. Xé ra mỗi người một miếng to. Đây, mời dần cho ông mày thưởng thức trước đi. Ông mày nó hơi cháy. Tôi chén tôi xẻo này. Ông mày tôi xẻo từ chén này. Rồi mọi người tôi xẻo từ chén nhá. Xẻo từ chén xem cảm giác nó ngọt hay nó không ngọt. Bốc tôi xẻo từ chén nhá. Không phải bắt đũa nhá. Đó, u đi. Wow, mời tất cả mọi người nha, miếng đùi già điểu. Ông ấy cảm giác nó nào. Ê! Miếng này là ngon này, có gân với lại kia này. Chín tới nữa. Ông bày phải phát biểu cảm giác ra xem nó có ngon hay là như thế nào chứ. Hả? Quá ngon. Quá ngon. Đấy. Rồi, tốt này. Ngon nè. Ngon cực à? Ăn rồi. Ơi, vừa kinh cỡ. Thả một ít thôi. Đây. Sâu mà. Cô đấy. Đây. Đã rồi. Đây. Ngon nhỉ? Khó ngon đây này. Đây này, ông ăn miếng này ngon này. Đây, đoạn này hơi khói. Hả? Có đây không? Có không? Trong màn hình em ăn bên kia đi. Ái ui, đây. Mà chẳng cho mọi người. Đây. Đây. Đóng gì nữa? Làm nó sao? Đóng. 5 miếng. Có mà. Hơi to cho mình nhỉ? Không sao vậy Long? Này nó ra. Đây. Ấy, cầm luôn đây, một miếng, cầm luôn đây. Miếng này thì ngon hơn này. Chứ cái cháy thì bỏ đi. Ấy, ấy, ôi. Thôi anh em dùng đi, anh em dùng đi. Ta hiểu, đưa ra hiểu chú. Ta mấy cái nó quá nhạc vậy. Ôi, xe ăn là nhiều người xem lắm đấy. Mua cho em ơi. Thứ thương ra thì đây. Mua cái kênh ra hoàng ấy. Bỏng quá. Rồi. Để cho nó nguội nha, bỏng lắm. Bỏng lắm xẻo đấy. Ngon phết đấy chứ, ngọt phết đấy. Lấy ăn đâu nhỉ? Đặc cơn. Không. Ôi, trong quá sống mà. Mỗi mình bạn kèo cái này ra chứ. Ôi. Nếu của mình vừa gặm ở đây đâu nhỉ? Đây. Coi nhỉ. Đây này, mình vừa gặm miếng này này. Ngọt lắm rồi ạ. Ngọt kìa. Bỏng nó có bỏng này mà có bỏng. Nói chung là hôm nay là chưa thành công lắm với món chân đà điểu này mọi người. Ở ngoài thì nó cháy mất, ở giữa thì chín mà ở trong thì vẫn sống. Đấy, hơi lỗi một chút vì nói chung là anh em mình đốt quá lửa quá. Đáng nhẽ ra phải lửa nó nhỏ dần, giờ dần nó nóng dần ấy, thì nó sẽ ok đấy, nhưng mà nó to quá. Đáng nhẽ ra phải khứa sâu nhỉ, vâng. Tệ là. Thôi nhưng mà vẫn... Nhưng con mấy cháu ăn vẫn ngọt này. Vẫn ngọt, đây, những chỗ này ngọt. Nhưng mà phí mất cả vỏ. Ông Bảy ngon không? Ngon mà. Ông Bảy chân chơi xấu ạ. Chân chơi xấu. Ui, máu leo lướt. Ông Bảy ra giày thép. Ra giày thép. Ông Bảy là quay. Đi gấp rồi thép. Không, ông Bảy ăn cái đó là hợp tái. Tái ngon hả? Ăn anh em mình sẽ ăn trong kiểu thế này đâu phải ăn canh nhỉ? Không phải ăn cái phần nào anh dẻo phần đấy. Chán ôi chán nào? Chán sao? Có sao đâu? Cho một cái hòn bỏi đâu nhá? Chả sao không nhỉ? Quan làm chục cháo như gì rồi? Chả sao? Không ai khói đâu nhá ở trong á. Còn cái này có khói đâu? Xương của nó này mà đấy nhìn như kiểu củi. Cái gì đấy? Xương. Đâu? Xương nó mà. Xương nó này. Bảo này có củi đấy. Xương. Hả xương. Đốt đốt. Xương thành than luôn mà cái cục của nó đâu nhá, nó bỏ ra phát vỡ tan luôn, nhìn cái cục này. Ông ghế có ông ngồi nhé, ông ngồi. Xương bể được. Xương bể được. Vỡ luôn. Đây cái phần thân, phần này ngon này mọi người ơi. Thấy không? Phần này thì ngon. Đây đây ông, làm tí phụ đâu. Tót đây này. Đây này. Con này ở chân tạ anh nhỉ? Không sống. Chân tạ mà. Ai bảo
ăn thịt gân ông cả chưa? Tao chọc vào tay rồi này. Nhớ mãi mãi con phải biết rồi. Cái này Ôi, ông bảy siêu tươi sống này, chỗ này sống luôn. Sao lại sống à? Đúng rồi, sao tớ? Đây. Cái là ăn vòng quanh. Trong đây xem nào. Đường nào cũng phải tách nó ra hết mà. Để nếu mà không chín thì nấu lại nhỉ? Tối nấu lại nhỉ? Đổ bát đấy. Ngồi đây, quay xong rồi được rồi. Ta điểu không? Gì đấy, cứ ngủ đi. Ông phải ngủ đi. Mãi ông nói không này. Lùn ấy nấu chín cho ông ăn. Nhớ mà nó xong thế này thì lùn ấy ông ăn cỏ con luôn. Điều mai được gặp ông hay không? Hôm nay còn có xong nó ở đây. Mai là bảo các cháu được đi một loạt. Thôi. Nhìn thịt gió này mọi người này. Gọi là kinh điển luôn nhưng mà rất là tiếc nó sống. Sống mà trong này sống nguyên. Phải mang về nấu lại anh ạ. Miếng này mang về nấu lại thôi. Mẹ ơi, mang về nấu đủ mẹ ơi. Mẹ ơi, cho con đi ăn cô ấy. Đấy. Đường nào cũng phải lọc ra hết mọi người. Trong cắt cho lò bị cầm quay. Đẩy nấu đấy. Cắt về cho vào vỏ lò. Đâu phải lò được chín này không đấy? Kìa mẹ ơi. Đây đây. Đây chỗ chín mà. Trời ơi, thấy. Trời ơi, quá chín đấy. Quá. Vừa đã chín rồi. Cân ăn cái kiểu da dân đấy nhỉ, da đỏ đấy, da vàng đấy nhỉ, da điên, nhưng mà cháu da điên. Vất vả, nó to quá, sống ở trong sống nhiều quá. Nhiều thịt nhá anh ạ. Nó khô. Nó kín mà kiểu mình đốt mạnh quá, mạnh lửa quá. Trời lại đây về xào xào ớt rồi. Xào xào ớt ngon. Mình đốt mạnh lửa quá. Chỉ kiểu muối cái châm châm. Ôi nóng nóng quá mọi người. Ôi nói chung là clip này anh em mình xin phép và kết thúc ở đây đây. Bye bye các bạn nhá. Không thành công cho lắm nhưng mà gọi là thành công một nửa. Đấy. Ý quá mọi người. Thành công đã đến một nửa rồi nhưng mà kiểu sẽ có kinh nghiệm từ sau ấy. Từ sau mình sẽ úp cái chảo này tiếp và nấu một con gì đấy to nữa. Nhưng mà phải chín. Thôi, xin chào tất cả mọi người nhá. Bye bye.